God, my Lord, I now begin. Oh, help me and I'll leave my sin. For I repentant thou shall be. From evil I will turn to thee. None ever shall destroy my faith. For I repentant thou shall be. Oh, God, my Lord, I now begin. Oh, help me and I'll leave my sin. For I repentant thou shall be. From evil I will turn to thee. Dịch là phù thủy hay là phù thủy bóng tối. Nói chung đây có thể coi là một phim kinh dị, nhưng mà nó thiên về sự dằn vặt, về tâm lý, đào sâu nỗi sợ hãi đến từ tinh thần, sự đấu tranh trong một gia đình coi là cuồng giáo mà có đức tin vào Chúa. Thành công của phim đó chính là cho chúng ta một cảm giác sợ hãi. Nếu phù thủy có thực nó ảnh hưởng như thế nào đến một gia đình bình thường, cái cảm giác một ngạt khi đặt mọi các sự câu chuyện đến tận cùng mức khả kháng, rồi cao trào, nó là một cái kết bí hiểm nhưng đầy thỏa mãn. Đây là bộ phim tình tiết chậm rãi, không có nhiều cảnh giật gân, những pha dọa dẫm khiến khán giả giật mình. Bởi vì kiểu phim này không cho chúng ta thấy những thứ sợ hãi kinh dị, mà là những thứ sợ hãi đó tác động đến các nhân vật như thế nào, làm gia đình tan nát như thế nào. Và mình nghĩ đây là bộ phim sẽ còn được nhắc nhiều đến trong tương lai. Mọi thứ đều được chăm chút một cách tỉ mỉ. Thế giới trong phim là u ám, âm nhạc thì gây nôn nao. Và chúng ta nên xem phim với phụ đề song ngữ để có thể cảm nhận được cái tiếng Anh của những con người cuồng đạo. Nó góp phần vào không khí ma thuật dị giáo của phim. Xin cảm ơn.